Hello, hello, xin chào cả nhà. Sáng nay em sẽ giới thiệu đến cả nhà loại bông trang màu hồng phấn mà hai loại nha. Một loại là lá trung và một loại là lá nhỏ. Để cả nhà xem. Cây bên đây là lá trung. Cái lá của màu hồng phấn bên đây, còn bên đây là lá nhỏ. Cả nhà xem khác nhau nha. Bên đây là lá nhỏ và bên đây là lá trung. Đó, cả nhà xem, lá trung nè, lá to hơn. Còn đây là lá nhỏ. Lá nhỏ cái lá nè. Đó, cả nhà xem khác nhau nha, hai giống này khác nhau. Cả nhà mua ủng hộ hãy comment bên dưới giúp em nha. Rồi, em xin kết thúc video. Chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.